Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên 14.000 học sinh toàn thành phố Hà Giang sẽ chính thức bước vào năm học mới 2024-2025. Thời điểm này, không khí tại các trường học đã rất rộn ràng nhộn nhịp bởi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã được hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới với tâm thế mới. Năm học 2024-2025, trường Mầm non Hoa Sen thành phố Hà Giang có gần 320 học sinh. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, giáo viên và học sinh đã có những buổi tập luyện văn nghệ hăng say, hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục đặc sắc. Ngoài ra công tác chuẩn bị lớp học cũng đang được các cô giáo khẩn trương hoàn thiện. Đối với cái nội dung mà văn nghệ chào mừng khai giảng cho năm học mới thì là một phần rất là quan trọng. Vì vậy thì từ ngay từ khi tựu trường thì chúng tôi nhận được sự phân công của ban giám hiệu nhà trường thì chúng tôi đã tiến hành xây dựng cái kế hoạch tập luyện cũng như là lựa chọn những cái bài hát, những cái giai điệu phù hợp với lại lứa tuổi của trẻ và đặc biệt là phù hợp với lại cái chủ đề ngày hội đến trường của bé nhằm tạo được cái không khí vui vẻ phấn khởi khi các cháu ngày đầu tiên đến lớp thành phố Hà Giang có 34 trường công lập, hai trường mầm non tư thục và 11 nhóm trẻ tư thục trong năm 2024-2025. Trước thềm ngày khai giảng, các đơn vị nhà trường đã hoàn tất vệ sinh trường lớp, đặc biệt là khu bếp ăn bán chú. Bên cạnh đó, nhà trường đã giả soát, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học. Cơ bản đến nay, các trường đã hoàn tất mọi điều kiện cho lễ khai giảng phối hợp với phụ huynh học sinh để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất từ chỗ ăn nghỉ cho các em vào buổi trưa đến xây dựng các cái bếp ăn cũng như là thực đơn liên kế các suất ăn cho các em để đảm bảo nhà trường sẽ thực hiện công tác bán chú ngay từ ngày mùng 5 tháng 9 đảm bảo và đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã hoàn thiện toàn bộ các cái nội dung cho công tác bán chú, nội chú năm học 24-25. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường học, sự quan tâm của các cấp ngành địa phương cùng các bậc phụ huynh, chắc chắn các em học sinh trên địa bàn thành phố sẽ cùng nhau bước vào một năm học mới thật an toàn tươi vui, qua đó đưa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.